Trong khi đó tại giải Ngoại hạng Anh, lượt trận muộn nhất vòng này cũng được chứng kiến cái tên đá chú ý thi đấu đó là Liverpool với cuộc tiếp đón Crystal Palace. Sau khởi đầu gây thất vọng khi để cho đội bóng tân binh Fulham cầm hòa 2 đều ở vòng đấu đầu tiên, thầy trò huấn viên Jurgen Klopp đang rất được trông đợi sẽ lấy lại hình ảnh của mình bằng một kết quả khởi sắc hơn. Niềm tin ấy là có cơ sở bởi ngoài thực lực hoàn toàn vượt trội, họ còn được chơi trên sân nhà ở trận đấu tới. Đó sẽ là điểm tựa lớn để trông đợi bởi như đã biết tại Anfield, lũ đoàn đỏ thường chơi hết sức thăng hoa, nhờ mùa ngoại hạng Anh vừa rồi đã bất bại cả 19 trận trong đó còn giành tới 15 chiến thắng. Riêng trước đối thủ sắp tới cũng thắng cả 5 lần tiếp đón gần nhất. Không dừng lại ở đó, sự ủng hộ còn đến từ phía bên kia chiến tuyến khi mà Crystal Palace ngoài việc bị đánh giá yếu hơn thì hiện tại cũng đang bị đặt trong những lo ngại khi có dấu hiệu chưa bắt nhịp được với mùa giải mới. Bằng chứng cho điều đó chính là việc họ vừa để thua tới 0-2 ngay trên sân nhà trước Arsenal ở vòng mở màn. Dẫu biết đối thủ cũng rất khó chịu thế nhưng việc trước đó thay cho huấn viên Patrick Vieira tạo được niềm tin bằng việc bổ sung những bản hợp đồng chất lượng cùng việc rất tích cực thi đấu giao hữu và đạt kết quả tốt đã khiến trận thua trước pháo thủ thành London tới 0-2 ngay trên sân nhà trở nên khó chấp nhận và đồng thời tạo ra mối lo cho họ. Chính vì đặc điểm ấy mà của đội sức sắp tới sự tin tưởng lại càng tăng lên cho đội chủ sân Anfield. Trên sàn giao dịch châu Á nhà cái cũng có đánh giá tương tự khi xếp họ chấp tới hai hòa, mức chấp thuộc hàng cao khi tiếp đón Crystal Palace từ trước đó. Chẳng nói đâu xa, cũng cao hơn nhiều so với mức chấp 1 1 phần 2 mà họ có được ở mùa vừa rồi. Vậy nên Liverpool xứng đáng là cái tên để chống đợi. Trên phương diện tổng bàn thắng với việc cả hai đã có một hàng thủ gây thất vọng ở trận mở màn, đánh giá cho khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng ở cuộc đội sức tới đây đang là khá lớn. Điều này cũng được thể hiện trên thị trường khi nhà cái xếp kèo tài xỉu ba hòa. Chính vì vậy mà mốc trên cũng được xem là lựa chọn đáng trông đợi của trận đấu. Chốt kèo trực tiếp trước giờ bóng lăn, truy cập aegon1.net